Bà sao? Nhưng to quá đáng luôn. Coi gì để dán nét đó. Giữa thôi, giữa thôi được. Con đi ra con nghe. Cậu vợ cô xin à? Thế hôm qua cho mượn nè. Nó không lái đi, đây nè. Đâu? Bên này. Lý ơi. Một ngày ít thì em không có em, không có thể được không? Tích cho tôi không? Không được. Không có được thì lấy. Máy phải lấy hả? Được. Cái máy bật non em gì đó mà, máy bật non em gì đó mà. Ờ, để em quên luôn. Sáng chả biết vì ra đem về do bữa hôm qua nhiều video quá lọc quá, và đem hai máy là dễ nhanh hơn với cái não vậy luôn mà luôn nhớ không nữa. Mũi lần hơi đau xíu nha cả. Cái lên thích coi mấy cái móc móc. Khảo gì đau không được. Khảo 4 cái. Gạo năm mạch này. Chạy vô chỗ em xíu, mấy em đợi em gửi thêm tiền cho anh đi.
Anh cứ sợ địa chỉ đi chứ. Đang là đặt được, trong khi cái giờ, trong khi giờ xe đường lớn xe chạy được quá. Xuống dưới này nè, ở dưới này nè, rồi một viên mới xong rồi. Đau lắm rồi. Ra đây. Ừ. Ừ, cái đầu tiên là đã nhất đúng không? Đây là tiên những cái hình đó, mấy cái hình là để. Đúng rồi. Bình thường anh chạy có 100 ngàn, cái xe quen chạy có 100 ngàn, cái máy từ đó xuống đó gần xịt rồi. Các bạn ấn tác cho tôi, còn cầm chạy xuống dưới, anh nói chị anh đứng gần kinh đó. Nhà metro, đây metro xếp chỗ cầu, chứ không có xếp xìu chứ hề. Bình thường em chở xe quen có 100 ngàn chứ mấy. 100 ngàn được rồi. 100 ngàn là được rồi, chứ gần xịt chứ phải xa sâu chứ đâu chị. Không mấy rồi.